Quyền phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hỏa Thổ. Tập 13 Phần 2. Dịch Tổng cũng không phản đối. Alo, giáo sư Tống. Dạ, buổi chuyện sẽ gì? Thầy biết rồi sao? Em không sao. Vậy chiều em qua tìm thầy. Tạm biệt. Gia Thành, anh đừng để bụng nha. Cuộc họp này không công bằng chút nào. Cô đi làm đi. Tôi ở cạnh anh một chút rồi mới đi. Tôi không sao mà, cô đi đi. Vậy được, tôi không phiền anh. Nhưng mà anh thật sự đừng có để nó ở trong lòng. Tuy tôi biết anh rất để tâm đến lời phê bình về tác phẩm của mình, nhưng mà lúc nãy đám người trong cuộc họp cơ bản đều là người kinh doanh, không thể đại diện cho tất cả mọi người. Họ không đại diện cho tất cả, mà đại diện cho ý kiến của bản thân. Tác phẩm của tôi cũng không được tiếp thu. Sao anh lại có tấm hình này vậy? Tôi không biết nữa. Tôi muốn hỏi cô đó. Tôi hoàn toàn không biết tấm hình này là như thế nào. Tấm hình này có ý gì đây? Hình này không phải do cô làm sao? Đương nhiên không phải. Tôi biết rồi. Đi làm đi. Tôi đi. Dịch Tổng, chúng ta nhẹ nhàng để Dịch Khâm Đông chiếm thế thượng phong sao? Chủ tịch còn mời Triệu Tổng tới đây nữa chứ. Chuyện này làm sao vậy? Rõ ràng là để xem anh mất mặt. Chuyện này có liên quan gì tới cô Triệu không vậy? Một mũi tên trúng hai đích của Dịch Khâm Đông rồi. Ông ta hận không thể phá hoại quan hệ với anh và Triệu gia. Là tôi muốn ông ta đạt được đó. Ý anh là sao? Ông ta lộ cái đuôi càng dài, chủ tịch càng nhìn rõ ràng. Chúng ta chỉ cần theo dõi vụ việc mà thôi. Theo anh á, Dịch Khâm Đông này rốt cuộc có bao nhiêu chuyện liên quan tới cô Triệu? Chuyện này không dễ nói đâu. Dịch Tổng, tôi muốn bàn với anh một chuyện. Thời Giản, tôi biết cô muốn nói gì. Sao anh còn dung túng cho chuyện không công bằng xảy ra vậy? Ai vậy? Diệp Gia Thành sao? Đồ ngốc cũng nhìn ra được chuyện này cơ bản không xuất hiện vấn đề về mặt thiết kế, mà là đám ông chủ mấy anh cơ bản không hiểu tâm huyết của một kiến trúc sư là thế nào cả. Cả thời gian và công sức mà anh ấy tập trung cho chuyện này, rồi gồm cả cảm xúc nữa. Chúng tôi chính là ông chủ lớn. Tôi thật sự không ngờ anh cũng không quan tâm tới. Thời Giản, chúng ta hợp tác với viện thiết kế là theo hợp đồng thôi. Anh ta làm vậy, chúng tôi trả thù lao. Chúng tôi đâu phải là không đưa tiền. Cô sốt ruột lên làm gì? Đây không phải là chuyện tiền bạc. Được thôi, đây không phải chuyện tiền bạc, cũng không phải chuyện thiết kế. Vậy cô nói coi là chuyện gì? Tại sao cô phải quan tâm chứ? Những ông chủ lớn như chúng tôi sao phải quan tâm sự thất vọng của một kiến trúc sư hả? Thời Giản à, nếu vì tình cảm của cô hay là vì sự manh động của cô ảnh hưởng tới công việc của tôi, cho dù là Triệu Văn Văn nói thay cô, thật xin lỗi. Dọn đồ đi ngay. Cậu sao vậy? Có cảm thấy bị đả kích lắm hay không? Quả thực là rất bị động. Thật ra chuyện này có quy tắc trò chơi của nó. Thật ra đấu đá nội bộ trong tập đoàn cũng rất là bình thường. Nhưng tác phẩm của em phải hy sinh trong cuộc đấu đá. Cậu không cần phải coi mình là vật hy sinh đâu. Tôi biết rõ Cảm giác thất vọng chắc chắn sẽ có, nhưng mà cần phải nhanh chóng điều chỉnh trở lại. Sau này viện thiết kế có nhiều dự án tốt, đừng có so đo cái thất bại nhất thời. Thầy Tống à, em làm thiết kế là mong biến nó từ trên giấy thành hiện thực. Cậu đừng có chủ nghĩa lý tưởng. Thật ra trong nhà của mỗi kiến trúc sư đều không biết phải chất bao nhiêu bản vẽ cực kỳ xuất sắc mà vẫn chưa được xây dựng. Tùy tiện lấy ra một bản vẽ có thể so với bây giờ đều tốt hơn rất nhiều, chỉ là không phù hợp với nhu cầu phát triển của thành phố bây giờ thôi. Nói một cách khác là không phù hợp với nhu cầu để bất động sản kiếm tiền. Nhưng thiết kế của em đâu có làm trái yêu cầu về định vị của dự án đâu. Con sạc chỉ cần tùy tiện lấy một bản vẽ thiết kế kiến trúc kiểu Anh, không hề có chút thành ý nào hết. Chỉ cần Dịch Mộ không quan tâm, cậu ta có qua loa cũng không liên quan tới cậu. Đừng có mà vướng mắt nữa. Dạo trước đây, Dịch Bái và tôi đã nói rất rõ, Dịch Mộ vừa bước vào bất động sản, chỉ cần cơ bản làm tốt, dự án trong tương lai sẽ có. Viện thiết kế của chúng ta cơ bản là không thiếu dự án. Dịch Mộ chỉ là đơn hàng nhỏ, duy trì mối quan hệ tốt, mục đích sẽ đạt được thôi. Lần này Dịch Bái nợ tôi một ân tình, tương lai nếu có cơ hội nhất định sẽ tới nữa. Em hiểu rồi. Con đường này vốn là không liên quan gì tới chuyện thiết kế hết. Dạ Thành à, cậu rất thông minh, nhưng mà cũng đừng chìm đắm trong thế giới thiết kế của mình. Liên quan tới vị trí tương lai của chính mình, cậu nên nghĩ cho thật kỹ. Thôi được rồi, tối nay tôi có hẹn đi ăn cơm, cậu đi chung với tôi nha. Lần này gặp đều là những nhân vật vô cùng quan trọng, cậu làm quen một chút đi, có lẽ sẽ giúp ích cho cậu trong tương lai đó. Nào ăn đi. Con cảm ơn dì. Tiểu Giảng, nào con cũng ăn đi. Dì à, đợi sức khỏe của dì hồi phục, dì dạy con nấu ăn đi. Tiểu Giảng rõ ràng đã thành nghề rồi, cậu ấy nấu ăn rất là ngon. Đây là chuyện nhỏ, con cứ tới dì sẽ dạy con ha. Dì đây là lo cho Thời Giản, con xem công việc nó bận rộn, không biết có kiệt sức không nữa. Cũng không hẳn đâu. Ngày hôm nay con đem theo trà sữa đậu đỏ, chút nữa đói và mệt rồi chỉ cần uống một ngụm. Tiểu Giảng, Tiểu Giảng, Tiểu Giảng à. Có tâm sự hả? Cậu nghĩ gì vậy? Hôm nay cậu định về trường, cứ ở đây đi. Vốn dĩ tôi cũng đâu định về. Nào. Vậy tôi giao mẹ cho cậu, chút nữa đừng để mẹ rửa chén. Tôi ra ngoài một chút, để tôi về rửa cho. Sao con lại ra ngoài nữa rồi? Công ty của con cũng không thể dùng người như vậy được. Dì à, không cần phải lo lắng. Không hẳn là chuyện công ty. Xem ra trà sữa đậu đỏ này một mình con uống rồi. Nào trưởng Tống, cạn ly. Nào Tiểu Diệp, mời cậu một ly ha. Tiểu Diệp, uống một ly. Ơi, tủ lượng của Tiểu Diệp cũng khá quá hả? Giám đốc Tống, mời. Xin mời. Đây. Mời giám đốc Tống. Giám đốc Tống thích Tiểu Diệp như vậy, cứ luôn miệng khen cậu ấy. Anh chưa nghe sao? Tiểu Diệp là con rể của giám đốc Tống, là người thừa kế tương lai của viện thiết kế mà. Nói là nhà thiết kế trẻ tuổi xuất sắc của bộ phận thiết kế. Trời ơi, nghe hay quá. Tôi nói nè, xem ra Tiểu Diệp này vốn không đơn giản. Giám đốc Tống đối với con gái không gì để nói, lấy lòng con gái trước rồi sau đó thì tới giám đốc Tống. Như vậy có thể dựa vào cây lớn, một bước lên mây luôn. Tôi nghe nói ngang, thiết kế Grand City của cậu ta không được thông qua, cũng nhờ giám đốc Tống ém xuống. Xem ra tên nhóc này cũng không có bản lĩnh. Chỉ là hư danh, biết dựa hơi thôi. Cậu ta dựa hơi ai chứ? Con gái giám đốc Tống là người đẹp có tiếng dễ dãi, để cậu ta chiếm hết trơn luôn. Hiểu rồi. Ý, Gia Thành, sao anh lại ra đây? Có phải đã đón em không? Anh không muốn vào nữa. Sao vậy? Xong rồi hả? Vẫn chưa. Giáo sư Tống còn ở trong. Em vào trong đi. Gia Thành, em biết anh thất bại ở Dịch Mậu nên không vui, nhưng đây cũng đâu phải là chuyện lớn, anh đừng để tâm mà. Vậy theo em chuyện gì mới lớn đi? Bữa cơm trong đó với anh mà nói mới là chuyện rất quan trọng, liên quan tới phát triển trong tương lai. Được rồi, chúng ta vào trong đi, đừng để mấy chú chờ quá lâu. Đi, đi. Đừng nghĩ nữa Gia Thành, có được ắt sẽ mất. Em thấy đây cũng là chuyện tốt. Đúng lúc anh có thể yên tâm cùng em chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế ở Anh. Hơn nữa, dự án thiết kế trong viện nhiều như vậy, anh muốn làm cái nào em nhờ ba giới thiệu cho anh là được rồi. Chỉ thua một thiết kế kiến trúc đồng bộ thôi mà, không có gì ghê gớm hết. Anh ra ngoài hít thở một chút, em vô trước đi. Nè Gia Thành. Ai đó? Xin chào cô Triệu. Dịch Tổng nhờ tôi tới lấy đồ, tôi vô trong được không? Cảm ơn. Lấy cái gì? Hả? Thì ra là anh ấy không cho tôi uống rượu. Anh về nói với anh ấy tôi uống bao nhiêu không liên quan tới anh ấy. Hơn nữa dù đem hết toàn bộ đống rượu này đi thì tôi cũng có thể tự mua cái khác. Ấu trĩ. Cô Triệu à, cô đừng kích động mà. Tôi thấy những gì cô nói đều đúng hết. Nhưng mà hồi nãy tôi nói rồi, tôi cảm thấy tốt nhất cô nên gọi cho Dịch Tổng nói rõ ràng đi. À phải rồi, Dịch Tổng nhờ tôi nói với cô, nói là để Triệu Văn Văn nhanh chóng giải quyết tất cả mọi chuyện, vì đã có người biết rồi. Không thể nào, trừ khi thầy Giảng nói ra tôi. Cô Triệu à, cô đã bị người ta theo dõi, Dịch Tổng rất lo lắng. Cô phải cẩn thận đó. Nếu lo cho tôi thì đã tự tới thăm tôi rồi. Tối nay Dịch Tổng có hội nghị rất quan trọng. Hơn nữa, Dịch Tổng có thể kêu tôi tới làm chuyện này. Giới tính của ảnh, loại quan tâm này đã quá rõ rồi. Không còn gì nữa, tôi đi á. Khoan đã, anh về nói với Dịch Bái, cứ kêu anh ấy đừng lo. Nhanh thôi, tôi sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Ok, bye bye. Hóa ra hai người quen nhau hả? Đều là khách quen. Ăn xong rồi tôi tặng trái cây cho. Ăn từ từ thôi nha, cần gì gọi tôi. Cảm ơn ông chủ. Tấm hình cưới được ghép đó. Không phải tôi. Tôi biết rồi. Còn chuyện hôm nay, kết quả của Dịch Mậu cũng không phải anh. Tôi cũng biết rồi. Tôi biết rồi nên là lời tôi nói. Sao cô lại biết được? Mới chính là thoại của anh. Còn nóng mau ăn thôi. Anh thà gì thiết kế làm không đủ tốt, chịu thất bại, đúng không? Đúng vậy, không đủ tốt hoặc không đúng, tôi có thể không ngừng sửa chữa hoặc để hoàn thiện nó. Tôi cảm thấy anh chỉ muốn là một kiến trúc sư đơn thuần. Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp tục phát triển, e là không được. Thật ra không có. Cô không hiểu được tình hình đâu. Tôi không hiểu không quan trọng. Nhưng mà so với lý tưởng của anh, người mà anh muốn trở thành, mấy thứ đó mới quan trọng hơn chứ. Tôi từng đọc luận văn tốt nghiệp của anh. Những nội dung mà anh tự viết, anh còn nhớ chứ? Qua lâu như vậy rồi. Lý tưởng ban đầu của anh có một ngày sẽ thành hiện thực thôi. Tin tôi đi. Sắp tới rồi đó. Em đừng mở mắt nha. Còn chưa tới hả? Tới rồi. Chuẩn bị buông tay đi. 3, 2, 1. Cha. Em thấy sao? Đây là... Vậy em là... Giám đốc kinh doanh trong văn phòng của anh. Chúc mừng anh Gia Thành, cuối cùng đạt được nguyện vọng. Không phải còn có em sao? Là nguyện vọng của chúng ta. Chỉ cần anh không từ bỏ. Họ chấp tay nhường lại dự án Grand City như vậy sao? Kết quả bình chọn đã có rồi mà. Dự án đã đóng thuyền rồi. Dịch Khâm Đông nhúng tay vào khắp nơi, coi như nhúng tay thành công. Ông ta muốn đấu với chúng ta, có quỷ mới biết còn có chuyện gì nữa. Nhưng mà chúng ta đều biết chúng ta thích thiết kế của Diệp Gia Thành. Dịch tổng là dễ dàng đồng ý rồi. Tới việc phản bác cũng không có, tranh giành cũng không đi tranh giành. Tôi biết cô bức xúc, tôi cũng bức xúc nè. Nhưng mà chúng ta phải kiềm chế cảm xúc của mình. Dịch tổng nói với chúng ta phải nghĩ cho đại cục, cần phải từ bỏ một số được mất nho nhỏ. Cô có hiểu không? Cho nên vì đại cục của họ, hy sinh chúng ta phải không? Anh biết Diệp Gia Thành đối với thiết kế này bỏ ra biết bao nhiêu là tâm huyết và nỗ lực hay không? Kết quả này vốn không có công bằng với anh ấy, làm cho người ta thất vọng quá. Đúng, làm người ta rất thất vọng. Nhưng cô biết Dịch Khâm Đông đi tốn bao nhiêu tiền đưa hoàng tử nước Anh kia tới đây gây rối, lại tốn bao nhiêu tiền mới có thể cân bằng cái thứ gọi là chuyên gia phê bình không? Vậy mấy người chuyên gia phê bình, họ thực sự dùng tâm để mà nhận xét hay sao? Họ thực sự đứng ở góc độ của người dùng, người ở để mà suy xét cân nhắc hả? Họ đâu có lo nhiều tới như vậy, vì họ cơ bản là đâu có ở Grand City đâu, đúng không? Đúng vậy. Đúng. Vấn đề của chúng ta ở đây là thật sự là ở trong Grand City là chủ sở hữu. Vậy thì chúng ta dựa vào đâu mà nghe ý kiến của mấy người gọi là chuyên gia, chứ không phải là chủ sở hữu kia? Nếu mà tôi là chủ sở hữu, đương nhiên là tôi hy vọng có thể tìm được công trình bảo vệ môi trường nơi tôi sinh sống, rồi có quyền phát ngôn và quyền lựa chọn chứ. Mấy cái cô nói không có sai. Nhưng mà Thời Giản ngây thơ của tôi ơi, cô đứng ở góc độ người phụ trách nghĩ coi, làm gì có người phụ trách nào tự chuốc lấy phiền phức hỏi ý kiến của chủ sở hữu. Chủ sở hữu 9 người 100 ý luôn á. Vậy tại sao Dịch Mụ lại không thể chứ?